Nhờ chủ tiệm viết lên bánh dòng chữ để cầu hôn, cô gái sang chấn tâm lý khi nhìn thấy thành phẩm. Mới đây trên mạng xã hội, một cô bạn đã khiến cư dân mạng phải cười bò với tai nạn khi mua bánh kem. Chuyện là một cô gái tên MH đã lên kế hoạch book một villa ở Sóc Sơn, Hà Nội để chuẩn bị cho màn cầu hôn của mình. Sau khi tìm được tiệm bánh kem ở gần đó, cô đã dặn chủ quán nhờ đổi chữ Happy Birthday sang Marry Me giúp. Yêu cầu tưởng chừng đơn giản là vậy, nhưng khi nhận được thành quả, MH đã không biết nên khóc hay nên cười. Tổng thể chiếc bánh trông khá ổn, nhưng choáng váng nhất là dòng chữ nhờ cửa hàng viết hộ. Thợ làm bánh đã bê nguyên lời hướng dẫn Happy Birthday sang Marry Me để viết vào. Cô gái sau khi đọc được dòng chữ lập tức sang chấn tinh thần, đem thắc mắc đi hỏi chủ tiệm. Cô liền nhận được câu trả lời thản nhiên đến ngỡ ngàng. Dạ, chị lấy giấy lau đi giúp em là được mà. Bài đăng của MH đã nhận được hàng nghìn lượt bình luận trên diễn đàn mạng. Dù không biết đây là câu chuyện có thật hay chỉ là một hình thức câu like, nhưng chiếc bánh sinh nhật độc đáo này cũng đã thu hút được sự chú ý của cư dân mạng. Những người cũng từng rơi vào hoàn cảnh như MH cũng nhanh chóng khoe sự cố về những chiếc bánh kem trời ơi đất hỡi của mình.